chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi. Em cho anh một cơ hội đi mà. Không, chấm hết. Em nhớ ngày hôm nay đấy, em sẽ không bao giờ tìm được một người hiểu em như anh đâu. Anh nói xả lơ chứ mày. Bây giờ làm bài test thấu hiểu nhá. Được. Sai giày tôi đi sai bao nhiêu? 36. À, không, 37. Chắc chắn là 39. 39 đi, 39, 39. Thế tôi ăn bún đậu chấm cái gì? Mắm tôm. Em cho anh một cơ hội đi mà. Nước mắm. What the hell? Lần cuối. Xúc mì tôm. Tôi chấm với tương ớt. Em đừng bổ anh mà. Ủa, tôi tụt quần bây giờ. Em tụt quần anh không sợ. What? Em bổ anh mới sợ. Sẽ bổ anh á. Mệt mỏi quá. Mày mà không ai thấy. Mọi người làm gì lén lút ở đây? Không khí trong này quá mọi người. Bọn chị không ai biết gì đâu nhá. Không ai biết ai bị đá đâu. Yên tâm nhá. Không sao đâu anh ơi. Chia tay để giải thoát cho cả hai. Chứ ai lại yêu người ăn muốn đậu chấm tương ớt bao giờ. Anh muốn quên em đi à. Khi giấc mơ vẫn đang tập. Anh muốn quên em đi. Khi giấc mơ vẫn đang cầm thì. Khi trái tim đã heo khô đi. Em biết không, I love you baby. Anh nhìn sang mục A anh sẽ thấy một dãy số đấy ạ. Ý sao nhiều số không thế? Dạ vâng, đây chính là dãy số nợ của nhà mình đấy. Alo? Ok ok, anh đi đón con luôn này. Ok ok. Thôi chắc là anh xin phép về sớm nhá. Anh đi cẩn thận ạ. Lần đầu gặp anh là cũng chưa có gì chào hỏi nên là em xin phép lại anh cái. Anh thu xếp trả nợ sớm với em. Anh cũng cảm ơn em. Anh cũng sẽ thu xếp trả nợ sớm giúp em. Anh về nhá. Anh về đi ạ. Anh về đây nhá. Mọi người ơi, hôm nay em đến đây để vạch trần cái sự thật giả dối của văn phòng này. Nhìn bề ngoài thì đàng hoàng tử tế lắm đấy. Nhưng thưa quý vị à, đều là bọn lừa đảo chuyên nghiệp. Chuyên đi dụ dỗ lừa kèo những người dân vu vơ như em. Hà, em hốt lộ trận vụ này đi. Chị để em xong chưa? Nói nữa là ăn qua ông dẫn này này. Cô là ai? Cô là ai mà dám ăn nói xúc phạm tôi như thế? Có tin tôi sờ chim cả nước này biết không? Anh muốn sờ như nào thì sờ. Bảo vệ! Sờ nào! Ủa, sẽ kia cái bàn phòng này thì không chứ nào sờ chim! Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi. Buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng không? Đừng lấy nỗi buồn của người này làm cho ông vui cho người khác. Bị nghiệp quật đấy. Không sao đâu mà. Cái gì đây? Chị đang tỏ tình với mày đấy. Nếu hẹn hò thành công, mùa thu năm nay cưới luôn đi. Nhà chị đang rụng lắm rồi. Chị ơi, tha cho em đi. Em còn non thế này, chị bắt em sớm thế. Bây giờ mày về quê bảo bố mẹ mày mang sinh lễ đến nhà tao. Nói chuyện với nhà tao. Tao muốn kết hôn với mày, muốn có con với mày. Chị tha cho em đi. Em chưa muốn kết hôn đâu. Nhưng mà thầy bói bảo năm nay ấy, chị mà không lấy chồng ấy là ế chảy thây ra đấy. Chị trông chờ vào mỗi mày thôi. Này, mới chia tay tôi được 2 tiếng mà giờ anh đã ôm người con gái khác. Anh có lương tâm không? Chẳng như ai kia, chia tay người ta vì không nhớ cỡ chân của mình. Trên đời này làm gì có ai chân to như cô đâu. Nhở? Hai người thôi đi. Người yêu cũ à? Từ giờ tôi với cô đường ai nấy đi. Tôi có người yêu mới rồi. Mình đi em.
Thầy bổ cái quả chanh này là thấy vận yêu đương con nó gập ghềnh chắc trở lắm này này. Con muốn quay về với người yêu cũ, đúng nhận sai cãi giúp thầy. Dạ đúng rồi thầy ạ. Thầy bấm số là thấy đường tình của con với thằng Tân nó vẫn còn dài lắm. Thế cớ sao mà chia tay? Thì con định vùng vằng một tí thôi. Ai ngờ anh ấy có người yêu mới luôn thầy ạ. Giá rẻ cho lắm vào. Con nên nhớ trên đời này không ai chạy theo mãi một người được đâu. Thầy xem ấy, là đường tình của con với thằng Tân nó chua chát lắm. Không giữ sớm thì chỉ có mất mà thôi. Mà. À nhìn này. Một miếng. Không ăn đâu. Ngứa cả mắt. Không ăn này. Con này hôm nay nó bị làm sao đấy gì? Con này nó đang bị điên tình đi sếp ạ. Có khi nào nó xiên cả mình không? Em cũng sợ thế đấy. Này, chị mình làm sao đấy? Chị sợ nó không ổn nữa rồi. Trời ơi, bật luôn cả máu rồi này. Ê, để em đưa chị đi bệnh viện nhé. Thôi, không kìm nữa đâu. Em chỉ cần ở bên chị những giây phút cuối cùng là được. Em sẽ ở bên chị mãi mãi. Chị đưa em mượn bao cát của chị đi nào. Sẽ ở bên chị mãi mãi. Ngày xưa anh cũng hứa bên tôi mãi mãi. Đồ tồi tệ. Dù mới chỉ quen nhau được 2 ngày nhưng em cảm thấy tình cảm đã rất sâu đậm. Em chỉ muốn hỏi chị một câu là chị có muốn... Cái gì đây? Quen tôi 3 năm 6 tháng 12 ngày mà chỉ cần tôi nói chia tay một lời thôi, anh đã quen người mới rồi còn cầu hôn như thế này. Khi yêu tôi, anh đã làm được gì cho tôi chưa? Đến cơ giày tôi đi anh còn không nhớ. Mọi người chờ em ở đây nhé. Em, anh nghĩ mình chia tay rồi thì anh được phép tìm hạnh phúc mới mà. Nhưng mà không phải sau 2 tiếng chia tay. Anh không thấy tiếc chuyện tình chúng mình à? Anh có. Và thật ra là anh chưa bao giờ muốn chia tay cả. Thế nhẫn với Hoa là cái gì? Thực ra đây là kế hoạch của mọi người để cho hai đứa làm lành mà. Đấy, lúc con bé đấy phải sợ mất em thì nó mới bỏ được cái tính độc đảnh đấy đi. Để chị lên kế hoạch tạo đời ma cậu huyết cho hai đứa. Chúng ta đã đổ vỡ rất nhiều lần rồi. Lần này anh muốn hỏi em, em có muốn làm lại với anh không? Trước ai mà nghĩ chân em to thế. Nhưng mà bây giờ anh nhớ rồi. Mà nhá, sắp đến mình 8 tháng 3 rồi ấy. Nếu mà tối hôm đấy anh rảnh thì mình đi nhận đăng ký nhá. Em phải quà cho anh này. Anh cảm ơn nhá. Hay là tối nay mình đi hẹn hò nhá. Em bảo này, Túy tối nay có ai đi chơi cùng chưa? Em chưa ạ. Tuyệt vời. Tăng cao của anh có hẹn với người yêu rồi nhá. Có gì hôm sau anh bù cho nhá. Cảm ơn em nhá. Bye bye.